về một đời người. Tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cây cổ hiểu xuân. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây và có rừng, và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin át về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở. Chiều xuân con đây. Lâu quá rồi con chào bõ. Bõ vẫn khỏe chưa? Chứ vẫn. Vừa đi nhận phần thưởng bà mẹ Việt Nam anh hùng đấy nhá. À thế ạ? Úi giời, cười chết đi được, đi nhận với toàn đàn bà. Có mỗi tôi với ông Hòa bên ngò. Sao chính phủ không đặt cái huy hiệu bố Việt Nam anh hùng hả bác? Đi làm xa chắc khá hả? Dạ trông già rắn giỏi đấy, nhưng mà hơi đen đi đấy. Này, hôm nọ đám ma ông cần đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi mình bác. Dạ con mới nhận được điện ạ. Thôi về đi, kẻo mẹ con nó mong. Vâng. Dỗi sang tôi chơi nhá. Dạ vâng. À này, cái đài ông chữa cho ông tốt nguyên ấy. Thế ạ? Ừ. Thôi con xin phép bỏ. Con chào thím ạ. Dạ ôi, chẳng bỏ đáp. Thank you.
sao bố lại khóc nhè? Bố đi lâu thế à bố? Bố ở nhà với con cơ. Bố gầy, mà đen hẳn đi đấy bố ạ. Bố còn nhớ con không? Anh Téo, vào nhà lấy cái túi, bố chia quà cho hai anh em. Vâng ạ. Ở nhà, hai anh em học thế nào? Con được lên lớp 2. Ừ, giỏi quá. Còn anh chó bị đút bố ạ. Hả? Tại con bị ốm một tuần, không thi học kỳ được, nên cô giáo không cho lên lớp. Thôi được, để mai bố ra trường, bố nói với bác Hòe xem sao. Con xin ạ. Con xin bố. Mẹ ơi mẹ, bố mua quà cho con này. Chút nữa tắm xong mẹ búng nơ cho con nhé. Đưa bố ra nghĩa trang thắp hương cho ông. Vâng ạ. Cái cây này nhá. Mấy hôm ông ốm, ông cứ nhắc tới bố luôn. Ông toàn gọi nhầm con bằng tên bố. Ông đi có nhanh không con? Chưa, ông ăn được lưng bát cháo rồi ông bảo mẹ nấu cho nồi nước. Chưa kịp tắm thì ông đã mất. À bố ơi, bố đừng nói cho mẹ biết là con đánh điện nhá. Sao? Mẹ cấm con không được đánh điện cho bố. Bố con mình mời ông uống rượu nào. Con chắp tay vào, mời ông đi đã. Cháu mời ông uống rượu. Ừ, nào rót rượu mời ông. Bố vừa đi được mấy hôm thì cái tanh nó đứt. Cái xăm cũng phải mang đi vá mấy lần. Con chạy ngay xong Lý, mượn cho bố hộp nhựa. Mau về ăn cơm. Hôm nọ anh dần trưởng phòng văn hóa nhắn mình lên mấy lần. Họ nói nếu anh nghỉ quá 6 tháng thì cho nghỉ chế độ luôn đấy. Lúc về mình có đi qua lối cống thôn không? Mới có mấy tháng rồi mà sông hăn mất nửa ruộng. Huyện đang vận động xã tha di dân. Trên kia đất đai rộng rãi, công việc cũng dễ kiếm, cứ chịu khó nhờ dưới này thế nào cũng có của ăn của để. Lần này tôi lên thu xếp sẽ đưa cả nhà vào. Ai đi thì đi, chứ tôi không đi đâu. Vừa rồi thằng Téo không vào được lớp 4 cũng là lỗi ở tôi. Tôi sẽ đưa nó lên trước, xin cho nó vào lớp 4, kẻo phí một năm của nó. Anh cứ mang tất cả đi cũng được, tôi càng rảnh. Bố ơi bố, đi đâu hả bố? Trước lúc mất ông đưa tôi cái này. Ở đấy rồi hãy đi. Bố đừng đi. Đi ngay đi. Không, con không cho bố đi đâu. Thank you.
Xin các cụ phù hộ độ trì cho. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo chu đáo cho Thơm. Anh hút thuốc nhé. Toán đã về đấy à? Gớm, bác đi đâu chả nói với làng xóm lấy một câu. Thế chị Thơm đâu bác? Chỉ có tôi về thôi. Bác cao thủ thật đấy, đi có mấy đường cơ bản là xong. Chỉ có chúng em là thiệt, phim cũng chẳng được xem, mà tụi trẻ lại mất luôn cả cô giáo. May mà người đem không cuộc với bác, chứ không thì lại mất tất. À này, cô Thơm muốn để lại cái nhà này, cậu xem có ai mua mách giúp. Thế các bác định giá bao nhiêu? Cậu ở làng này dành hơn chúng tớ, có hơn nửa sào đất với lại cái nhà. Khoảng 1,5 cây đến 2 cây bác ạ. Cũng được, nhưng phải xúc tiến nhanh nhá. Bác yên tâm, ngày 1, ngày 2 là dứt điểm thôi. Thế bác đã lên phòng văn hóa chưa? Chưa. Bộ máy chiếu của bác bây giờ xếp xó rồi. Trên ấy mới sắm bộ video hiện đại, gọn nhẹ, cơ động, tiện cho mấy anh máy chiếu. Nhưng chiếu lên thua xa cái phim dựa của bác. Anh ạ, em chào anh. Chào nghệ sĩ. Trông cậu còn hơn cả A Long Đờ Lanh đấy. Dạ, có chút quà đồng rừng. Cái gì đấy? Tắc kè. Tắc kè. Rất cảm ơn tâm lý lắm. Dạ. Tuổi tớ bây giờ là rất cần món này. Dạ. Coi cho đi. Vâng. Thế nào? Còn cậu? Cậu đã hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của đàn ông chưa? Mới được một nửa anh ạ. Thế hả? Em đến xin anh cái giấy để em chuyển công tác lên trên kia. Ừ, không được. Làm thế chẳng hóa tớ tạo điều kiện cho cậu bỏ vợ bỏ con à? Xã em, anh biết đấy, vận động di dân từ lâu rồi. Nay về thấy đồng đất lở lói quá, em định chuyển mẹ con nó lên trên kia. Một công đôi việc luôn anh ạ. Nghe thế còn tạm ổn, chứ tưởng thế kia thì không được đâu. Thế bây giờ cậu làm gì ở trên đó? Cũng lại đi chiếu bóng. Mới hợp đồng thời vụ thôi anh ạ. Trên ấy vẫn còn chiếu bóng cơ à? Dạ. Dưới này từ ngày cậu đi máy xếp xó luôn, chưa tìm được cách thành lý đây này. Anh để cho em mấy cái bóng máy chiếu anh nhá. Trên nó khan lắm anh ạ. Gọi là ủng hộ đồng bào vùng cao ấy mà. Được rồi, để tớ bàn với anh em đã nhá. Tôi sẽ mang cô Téo đi theo. Biết là mình buồn, anh em nó phải xa nhau, nhưng bây giờ phải kiếm phương sống đã. Đất quê mình ngày một gầy, đồng bãi lở lói hết cả. Tôi lên trước, rồi đón mình lên sau. Trên ấy đất rộng người thưa, cứ chịu khó nhờ dưới mình là sống tốt. À, tôi đưa mình ít tiền,
tuy chẳng đáng là bao, nhưng tôi cũng không còn nữa. Tôi có chết cũng không thèm dựa vào anh. Cảm ơn bác nhá. Có lạnh không con? Có. Sống phải hiên ngang như con chim kia kìa. Con thấy không? Vâng ạ. Đi bố đi. Ừ. Chào cô đi con. Cháu là cô ạ. Sao hai bố con không đợi hết mưa rồi hẵng về? Ướt hết rồi còn gì. Cháu chào bác Toán. À, cô Tí. Cô Tí ở nhà có ngoan không? Đây là anh Minh, mà ở nhà gọi là Téo. Cũng như cô Tí ở lớp gọi là gì nhỉ? Sơn ạ. À, đúng rồi. Anh Téo biết vợ không? Hôm qua bọn nó đánh sưng vào mắt em lên đây này. Còn đâu không em? Anh ơi, lấy bác Hiếu đi xem con chăn đi. Đi. Hai anh em chơi hiên thôi không ướt nhá. Vâng ạ. Mai em đi mua con gà về thắp hương cho các cụ. Anh chuyển các cụ lên đây hết rồi. Còn đây là tiền bán nhà. Cây 6 đấy. Anh lấy tiền mặt tất cho nó đỡ lằng nhằng. Rẻ hơn một chút, nhưng thôi cũng được. Chào thầy giáo. Chào bác Hiếu. Hôm nay thủ trưởng lại lặn lội lên đây kiểm tra bọn em hay sao? Không, có thằng cháu học lớp 4 ở dưới kia lên xin vào trong trường để học đấy. Bác cẩn thận quá. Chỉ cần nhắc bọn em một câu là xong. Việc gì mà bác phải lặn lội lên đây? Mời bác ngồi. Thì tiện cũng muốn xem tình hình trường sở ra làm sao. Nghe nói thiếu giáo viên lắm phải không? Hai cô xin thôi việc theo chồng. Ba cô cho đi học bổ túc ở trên tỉnh, học xong rồi xin ở lại trên ý luôn. Mình cũng mất người luôn. Bác phải có ý kiến với lãnh đạo thế nào chứ? Ờ thì cũng biết cả đấy. Nhưng mà có cái gì ràng buộc người ta đâu. Chính sách chế độ chẳng được là bao nhiêu. Làm sao giữ chân người ta? Thế bây giờ còn mấy lớp? Trước có 7, bây giờ ghép lại còn 5. Cứ phải kê nhô lên cho bảo đảm chương trình. Vận động các cháu đi học đã khó, bây giờ lại thiếu cả thầy nữa. Khéo em trả lại các bác chức hiệu trưởng. Không được, cậu phải trụ lại đây. Để cho trường ra trường, lớp ra lớp.
Tuần này có cuộc họp liên tịch, tôi sẽ đề nghị với ủy ban tăng thêm giáo viên cho cậu. À, mà có cô Thơm, vợ chú Toán đây này, đang dạy mẫu giáo, cử đi học ít lâu, rồi dạy lớp 1 được không? Tốt anh ạ. Thế cháu này đã đủ sách vở chưa? Dạ, báo cáo thầy, có bao nhiêu ở dưới kia, cháu nó mang cả lên đây rồi đấy ạ. Gì? Bố cho ngủ với bố nhá, làm chi kia con không quen. Dưới này chật lắm. Chật cũng được ạ. Xuống đi con. Con ngồi lên cổ bố. Ngồi đi. Bám cho chắc nhá. Bố con ngã cũng không được bỏ tay ra nhau chưa? Toán này. Em chào anh ạ. Cái bóng đèn chiếu cậu định tính thế nào đây? Mấy anh ở phòng văn hóa dưới quê gửi tặng chúng ta đấy anh ạ. Thôi, tớ cứ nói với tài vụ thanh toán tiền cho cậu để cậu lấy tiền tàu xe nhé. Việc gì nó đi việc đấy. Làm thế mất hay đi anh ạ. Cậu nghệ sĩ thế, bây giờ không biết bao nhiêu, trước kia 100.000 không có mà mua đâu. Chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ, xong hết cả rồi. Chỉ chờ anh phát lệnh. Sang tháng, chắc chắn sang tháng sẽ lên đường. Dạ. Nghe nói cậu sắp lấy căn nhà của bố cậu Phương phải không? Dạ. Có an cư mới lạc nghiệp. Tớ chuẩn bị bụng để ăn khao đấy nhá. Cha không có gì bếp rác để thế này. Bác Tiểu. Hả? Cháy cái bếp đến nơi rồi. Ơi, nó vẫn thế mà. Cháy hết nó lại thôi. Này, thế chú có mua nhà không đây? Dạ, có. Hôm nay cháu mang tiền sang gửi bác đây. Ừ. Chú làm thử tí rượu cắt tiết xem sao.
Vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế là cùng. Cháy cả cổ. Dễ có đến 90 độ. Thế hóa ra chú bảo tôi nấu cồn à? Thanh niên như chú thì nhà nước mất nhờ. Bà nhà tôi không đồng ý bớt cho chú tiền đào giếng. Chú có ưng thì lấy. Đắt rẻ dây vào đàn bà là hỏng việc. Nói thật với chú, tôi mà có vốn riêng, tôi sẽ biếu chú một chỉ để chú lấy tiền đào giếng. Đàn ông với nhau nói đi nói lại ngượng mồm lắm. Chú thông cảm cho tôi nhá. Tí ơi, nhà mình ở kia kìa. Đâu đâu? Kia kìa. Tới rồi. Mời quý vị xuống xe. Cẩn thận. Xuống đi em. Em chạy lên trước đây. Cho tí cầm cái mẹt này này. Không đâu, cái đấy nhẹ lắm. Em lên trước, chuẩn bị cho anh cái lễ cúng thổ công. Của cháu đâu? Đây, tí. Của con. Đây cẩn thận, còn mỗi mấy cái bát thế đấy. Tí ơi, để anh lên trước cho. Chúng con là Nguyễn Văn Toán, Lê Thị Thơm và các cháu Tí, Téo. Từ nay xin nhờ cửa ngài, mong ngài phù hộ độ trì cho âm cửa nhà đủ ăn đủ mặc. Xin đa tạ ngài. Thôi, dọn đến đâu thì dọn. Anh đi giả cái xe, không họ tính thêm giờ đấy. Tí anh về anh dọn. Mình ơi, mình trông hộ tôi mẻ giò sau bếp để tôi mang hàng sang cho bác cả nhá. Cứ đi đi. Chị cho hỏi đây có phải nhà anh Sinh không ạ? Dạ vâng ạ. Chào anh ạ. Anh đặt trò hả? Dạ. Giờ thì không có đâu, hết mất thịt rồi. Dạ không, em mới mua cái nhà bác Tiểu bên kia đồi, đến để ra mắt trưởng xóm ạ. Chào ông. Vâng, chào anh. Trưởng giả gì, là con sâu cái kiến với nhau cả thôi. Mời ông rong nước. Tôi là Sinh, vâng. Sản xuất giò chả, nên người ta gọi tôi là Sinh giò chả. Mới lên hả? Dạ. Ngồi, người đâu đấy? Dạ, em Hà Nam. À, thế hả? Mình Hà Bắc, lên đây được 5 năm rồi đấy. À, thế. Vào đi. Vâng. Ông năm nay bao nhiêu rồi? Dạ, em tuổi Ngọ, năm nay 40, cả mụ anh ạ. Chắc ông nom tôi già lắm hả? Ông đoán tới bao nhiêu? Dạ, anh cũng khoảng trên dưới 50. Số tôi nó vất vả ông ạ. Suốt ngày chày cối nên nom nó già thế đấy. Tôi còn kém ông 2 tuổi cơ đấy. Nhưng mà trông đôi mắt anh còn phong độ lắm. Bác nói đúng. Em cứ vô tư, ngày nào cũng như ngày nào. Mà này, chưa biết con cá ngựa là gì đâu nhá. Con ơi, con lấy cho bố chai rượu và mấy quả nem lên đây. Bác ạ, dưới kia nhà em có nghề giò chả, nên lên trên này em cũng phát huy truyền thống gia đình, nên cũng đủ sống bác ạ. Dạ. Thế dưới ấy bác làm gì? Dạ, tôi đi chiếu bóng anh ạ. Ơ, nhìn bác em biết ngay là nghệ sĩ. Này, em chị là mấy cái khoản điện ảnh lắm đấy nhá. Nói bác chẳng tin, trước kia em đã từng lên trường sân khấu điện ảnh thi tuyển diễn viên cơ đấy. Mà ông bác biết không, người ta bảo khóc là em khóc, mà người ta bảo cười là em cười được ngay. Đến vòng vấn đáp, ông giám thị hỏi em sao xấu thế mà lại đi thi tuyển diễn viên. Em nói là em thích. Ông ấy lại hỏi thế cậu thích đóng vai nào. Em bảo vì em xấu chắc chỉ đóng những vai phản diện. Ông ấy liền hỏi em thế thế nào là phản diện. Em trả lời ngay là quan lại, áp bức, bóc lột. Ông ấy lại hỏi thế thế nào là chính diện. Em nói ngay là nhân dân. Chắc ông ấy thấy em nói đúng quá nên quay lại hỏi vì sao cậu lại thích đóng vai phản diện. Ui giời ơi, em trả lời thế này mới ngu chứ. Mà chắc có lẽ em trượt vì câu đó anh ạ. Em bảo vì đóng vai phản diện hay được sướng.
Tí anh làm nốt cho. Không cố được đâu. Còn phải giữ sức về lâu về dài chứ. Làm thuê làm mướn thế này vất vả mà chỉ đủ ăn thôi. Anh tính mình phải tấn công vào mặt trận công nghiệp. Anh cứ như là đang đóng phim ấy. Anh nói thật đi chứ. Em cứ mạnh dạn đầu tư cho anh năm chỉ. Ta sẽ lấy con min nhà Bảo. Mình phải cơ giới hóa. Đấy mới là mũi nhọn. Anh thì cái gì cũng là mũi nhọn. Nào là bánh, ngô, chè, gỗ. Bây giờ đến cả xe ôm cũng là mũi nhọn. Kinh tế nhà mình là nền kinh tế quả mít anh nhỉ. Ok. Mỗi thời điểm phải có một mũi nhọn chứ. Làm gì là tùy ở anh. Em là phận gái. Anh lấy xe thì lấy. Nhưng mà chạy xe ôm là chú nguy hiểm đấy nhá. À bố. Bố về rồi. Bác Quán. Ê, có xe máy đi rồi. Bố đeo đi bố vào đi bố. Em vừa lên trước cho. Xe máy bục lắm. Thế ạ? Còn như mới. Ông bớt cho được mỗi cân thịt. Em làm đi. Anh cho bọn trẻ đi một vòng. Cứ ngồi như thế này á, em ngồi mãi cũng được. Thì cô cứ đưa tiền đây. Thích đi đâu tôi cũng chở. Lẽ ra anh là người trả tiền em thì có. Cái gì? Cô vừa bảo cái gì tiền tiền? Ơ, anh là người trả tiền em mới đúng chứ. Giời, cái cô này lạ nhỉ. Vợ người ta thì không phải. Tôi bỏ tiền mua xe, đổ xăng. Anh không thấy người ta đi bia ôm à? Ông có một tí mà phải trả bao nhiêu tiền? Tính từ sáng đến giờ, anh phải trả em bạc triệu rồi. Thôi, đi xuống lần sau ngồi đi. Ngồi trước hôi bỏ mẹ. Vâng, người anh thì thơm. Phải giả cả tiền ôm đấy nhá. Phải gió cái nhà anh này. Cởi ra hộ em ơi. Hello Victor, Victor. Go 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 motorbike. Ok. Để xem nào. À Jin 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 Jin. Go go ở đây, ngồi đây. Ok. Ok. $5. $5. Ok, ok. Lại đây. Rõ ràng là nhưng mày hay cãi lắm. Một thằng này cộng với thằng kia với lại 50 cây đấy. Bằng $10. Oh, no. $5. Nắng. Mẹ làm. Chúng mày không biết tiếng Việt à? $6. $7. Ok, ok, lên xe. Kê kê cái con khỉ. Từ bản chúng mày chỉ quen bốc lột. Ồ không. Việt Nam. Việt Nam Johnny Walker. Ê American. Germany. Australia. Le Français. Ồ Français. Pháp. Ồ Paris. Sông Sen.
Eiffel, Pratini, Diana, Fernandez, Su, Mr. Trang, Napoleon, The Cat, Điện Biên Phủ, Victor Hugo, Jean Valjean, Marseille, lòng ông phong tâm 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 ta ra ra ram tâm tâm Marseille tâm 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 ta ra ra ta ra ra nhiên Messi luôn không có gì bốn Toàn Pôn Ô Pôn Chào Phô tô đó. Ok, chụp đi. Ui. Alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Đề nghị các đồng chí làm trật tự ở phía tường rào thấp phía bên trái của sân bãi, không để cho trẻ em trèo lên đầu bờ tường, rất nguy hiểm. Alo. Chúng mày ơi, lão kia hôm nọ chạy xe ôm đấy. Anh ơi, có chạy xe ôm không? Alo. Cho hết chiếu bóng chở chúng em về nhá. Bao nhiêu em cũng trả. Cô là còn nợ tôi tiền xe ôm đấy. Tiền thì không có đâu, chỉ có ôm bù thôi. Thích thì ra đây. Chị em sao này bạo lắm đấy. Anh khéo lại không về được đâu. Chiều anh nhé. Chú ơi, chú ơi, chú, cho cháu vào giúp so. Cái gì? Chú cho cháu vào giúp so. Mấy giờ rồi có đi giúp so? Muộn rồi, vào đấy tối đường nguy hiểm lắm. Cháu có thằng em theo bạn đi đào vàng ở trong đấy, nhắn ra là ốm lắm. Chú chở cháu vào, cháu xin trả gấp đôi. Chú cố gắng giúp cháu chú nhá. Thank you.
Làm sao thế? Mày chạy đi kiếm cái xe đi. Mạch yếu lắm, đưa đi cấp cứu thôi. Chắc phải bị cướp đây. Chị ơi, phòng cấp cứu ở đâu? Kia anh ạ. Anh ơi, cấp cứu anh ơi. Sao đây? Có lẽ là bị cướp xe trên mỏ anh ạ. Anh ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Dạ, tôi không phải người nhà. Thế người nhà anh ta đâu? Anh ơi, anh ơi, làm sao thế này? Ôi trời ơi. Chị bình tĩnh, chị ra ngoài để chúng tôi còn làm việc. Cảm ơn anh. Toán ơi, đây có ít cây nhà lá vườn mang sang để bác bồi dưỡng, gọi là tình làng nghĩa xóm mà. Vâng, tôi xin ông ngồi uống nước. Này, thế bác thấy em đi cuộc được không? Thế mà lại thi trượt diễn viên mới đau chứ. Thú thật với bác, bây giờ em còn làm cả thơ nữa, nhưng em phải chờ thật khuya mới sáng tác. Vâng. Không thì vợ em nó lại bảo em là hâm bác ạ. Ông thế mà chất nghệ hơn tôi đấy. Dạ vâng, em bây giờ ấy, cứ đến lúc gió mùa se se lạnh, khi tiếng ve gọi hè, là em cảm thấy một nỗi buồn man mát, nghĩ vẩn nghĩ vơ, đồng lúa, cánh cò, bến nước, rồi là linh tinh cả, hay là em hâm thật à bác? Ông là người nhạy cảm, nói tóm lại là có gen nghệ thuật. Ôi giời, đúng thế đấy bác ạ. Ở đây ý, là chỉ có mình bác hiểu em thôi. Nào, ta cạn chén bác. Chè mà cứ tưởng là rượu, suýt quên sang thăm bệnh nhân mà cứ luyên thuyên mãi. Trông thế này chắc là ổn bác nhỉ? À, cũng đỡ nhiều rồi. Mất 2 chỉ tiền thuốc men, cộng với 5 chỉ con min nữa, thế là 7 chỉ cả thầy. Nghĩ mà tiếc đứt ruột ông ạ. Được kìa bác, người làm ra của, chứ đời nào của làm ra người đâu. Bác lo gì hả bác? Mà sao nay tôi ngu thế không biết. Tham có mấy đồng bạc để mất trắng cả gia tài, mà ngẫm vẫn còn may ông ạ. Uống nước trôi sông như vậy mà chỉ chảy ra xước thịt, chứ tịnh không gãy một cái xương nào. Chào các anh ạ. Tôi là Hùng. Hùng Pháo phải không? Dạ. Vợ chồng tôi không biết tìm ông đâu để cảm ơn. Giới thiệu với ông, đây là ân nhân của tôi. Dạ. Hôm ấy không có ông thì tôi xanh cỏ từ lâu rồi. Ngồi chơi, ngồi chơi đi. Dạ, xin chào anh ạ. Tôi là Sinh Giọt Chả. Dạ. Tôi cứ tưởng cái tên của tôi là ghê gớm lắm. Không ngờ tên của ông còn rùng rợn hơn. Dạ. Chắc là ghê gớm lắm hả? Dạ, không có gì. Trước đi bộ đội, có hai Hùng, một anh ở bên thông tin, tôi ở bên pháo. Dạ vâng, anh ngồi chơi ạ. Đầu óc nghệ sĩ nó thế, phải không bác Toán? Vâng. Người ta nói thế này, mình lại hiểu thế kia. Này, anh Toán bảo tôi có gen nghệ thuật. Uống nước đi anh. Dạ. Hôm nay trông anh khá hơn hôm ở dưới suối nhiều rồi. Hôm trước là tưởng ông đi đấy chứ. Vợ chồng tôi và các cháu cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm ấy không có ông Hùng đây, tôi đi xa rồi đấy. À quên. Hôm trước lúc đưa anh đi viện, tôi sợ thất lạc, tôi tháo ra, quên không đưa lại cho anh chị. Ôi dạ, có cái đồng hồ mấy chục bạc, anh phải lặn lội, phiền anh quá.
Ông này nghệ sĩ hơn cả anh em chúng tôi. Cứu người trả quản, có cái đồng hồ trẻ con này mà cũng phải câu nệ. Dạ, cũng tiện đường xuống lấy cho anh em trên mỏ ít đồ. Hai ông ngồi chơi uống nước, để tôi đi gọi mẹ nó về. Làm món gì mừng cho tôi, các ông nhá. Dạ. Anh Toán ơi. Anh Toán anh ơi. Em đau quá. Sao thế em? Em đau quá. Em vừa ối rồi. Còn nửa tháng nữa cơ mà. Sao em không gọi? Để ra anh gọi chị Sinh nhá. Làm thế nào bây giờ hả chị? Đâu sao rồi, sao rồi? Tôi chết rồi, nguy rồi. Phải đưa đi bệnh viện, lấy cho tôi cái cáng. Cáng à? Có ngay. Định họp chợ ở đây đấy à? Đàn ông đàn nàng vào đây làm cái gì hả? Đi ra ngoài kia đi. Xem nào. Sướng cho lắm vào. Bây giờ thì tha hồ nhá. Mà vợ ối lúc nào cũng không biết nữa. Thôi, cả hai dậy đi lại đi. Lúc nào đau không thể chịu được nữa thì mới được lên bàn. Dậy đi. Còn cái cô này nữa, nhanh lên chứ. Để con dạ mà cứ làm như con so không bằng ấy. Cụ còn nhớ con không ạ? Tôi chồng bác cứ quen quen. Cháu gặp cụ ở trên tàu hôm lên đây đấy. Hèn nào. Thế bác gái sinh cháu thứ mấy? Dạ, thứ hai cụ ạ. Ấy, tôi cũng có còn cháu giàu đấy. Dạ. Ui giời, nó yếu quá, thành ra hơi khó đẻ. Dạ. Này, mấy cái người này, không đi kiếm sữa cho chúng nó ăn đi, ngồi đấy mà chuyện à? Dạ, tôi có rồi đấy ạ. Bác Hiếu ơi, bác Hiếu. Có việc gì thế chú? Bác ạ, Thơm lên viện xin cháu. Mà đêm khuya hàng quán đóng cửa hết. Bác cho em mượn cái phích nước sôi. Với lại cho em vài hộp sữa. Chú chờ tôi một lát nhá. Dạ vâng. Con trai là con gái à chú Toán? Dạ cũng chưa biết ạ. Em vừa đưa nhà em vào. Thế có cần tôi vào giúp không? Dạ thôi ạ, có em ở trong đấy được rồi ạ. Đây, chú cầm tạm đưa vào cho cô ấy. Dạ vâng. Sáng tôi vào. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác ạ. Bác ơi. Bác ơi. Lần này cảnh cáo, ngồi trên ý nửa giờ, lần sau bắn bỏ.
Nói đâu lại chào vào bệnh viện. Sao em? Anh đã vào đấy hả? Sinh rồi hả em? Con gái anh ạ. À. Có thấy thằng cầm phí chạy qua đây không? Ôi dồi ôi. Có việc gì thế anh? Anh trèo qua cổng vào, lão dọa bắn. Cái mũi súng ấy thì làm chó thì có đã. Ôi trời ơi, con gái yêu của bố. Đặt tên em là gì bây giờ nhỉ? À, đặt tên em là Thảo nhỉ? Thảo là cây rừng nhỉ? Là thương thảo của bố nhỉ? Trời ơi. Này anh kia. Dạ. Dạ vâng, cái gì? Có bỏ con bé xuống không? Dạ. Người ngợm thế này, bế trẻ cho nó sinh bệnh ra. Uống thuốc đi em. Em xin ạ. Đứa thứ 5 hay thứ 6 đấy hả ông? Dạ. Năm nay 60 chưa? Bố cháu mới chỉ có 59 thôi bác ạ. Lên nộp tiền, rồi lấy giấy chứng sinh đi. Đi làm khai sinh ngay cho nó, hôm nay đẹp ngày đấy. Dạ, vâng ạ. Dạ, có chút... Cái gì thế này? Này, anh định đút lót cán bộ nhà nước hả? Dạ, không ạ. Vợ chồng em thấy chị đêm hôm vất vả, mời chị bát cháo sáng thôi ạ. Thôi, ra mua cái móng giò, nấu cho chị bát cháo. Coi như là tôi mừng cho anh chị nhá. Uống thuốc chưa? Dạ, còn 2 viên ạ. Uống ngay đi, trước mặt tôi. Uống đi. Con hay, con đứng đấy à? Dạ. Đi nấu cho nó nồi cháo ngay. À dạ, vâng, cảm ơn bác. Này. À. À. Ui giời, đấy là vô duyên. Uống thuốc đi. Dạ vâng ạ. Hai bác sướng thật đấy. Em đang muốn có một con vịt rời mà không biết có được không. Thằng quỷ sứ ở nhà thì nghịch, chả nhờ vả được gì. Chú năm nay bao nhiêu rồi? Em năm nay 30. À. Lấy vợ từ năm 20 tuổi. Này anh kia, vợ anh đẻ rồi đấy. Đẻ rồi hả chị? Thế định đặt tên con là gì? Ngọc ạ, à, Hồng Ngọc ạ. À. Cái gì? Con trai mà lại tên là Ngọc hả? Hả? Dạ. Con trai ạ? À? Hai đứa. Chính tôi. Cố cho lắm vào, rồi bây giờ hối không kịp. Năm nay là năm rồng. Thôi, cứ đặt tên cả hai thằng là Long đi. Một thằng là Thiên Long, một thằng là Hoàng Long, nhá. Mà này, vợ anh yếu lắm đấy, đang phải truyền máu. Lên ngay đi. Rõ là thân làm tội đời. Này anh kia. Dạ. Tôi bảo anh mua móng giò cơ mà. Dạ. Nhưng mà em ra chợ không còn một cái nào ạ. Rõ là vô tích sự. Mua nếp cái hoa vàng mà nấu cho nó nhiều sữa. Đừng có bần tiện. Nào, nhẹ nhẹ cái tay thôi, hai ông dâu rậm. Sữa về rồi à? Dạ vâng ạ. Cụ ơi, cụ mang thằng Long Anh vào đây cho nó tráng miệng miếng sữa nào. Gì? Ui giời, mang cái cáng ra ngoài kia. Đứng đấy mà nhìn à. Dì bác, bác làm ơn cho. Cụ ơi, cụ đón nốt thằng Long Anh sang đây, con cho nó bú bên này nữa. Cảm ơn bác. Thank you.
tôi pha sữa bác uống nha. Dạ thôi cô ạ, à, con chỉ khát nước thôi. Này, mai bác ăn gì, bác bảo để rồi tôi bảo cháu nó mua nha. Con vẫn còn cháo móng giò cô ạ. À. Con cháu tuổi nó yếu quá. Thôi thì bác làm ơn giúp thêm cho mấy bữa nữa. Lần trước đẻ con tốt sữa lắm, cụ kia yên tâm. Thôi thì bác giúp các cháu nha. Nam, Nam ơi, Nam, không biết người nó làm sao lạnh toát rồi đây. Đi gọi bác sĩ mau lên, đi nhanh lên, đi. Bà đưa cháu sang con. Cô làm sao không hả chị? Anh ơi, anh đưa chị đến phòng cấp cứu ngay đi. Dạ vâng ạ. Ngẫm mình vẫn còn may em ạ. Nhà mình nghèo, đẻ con khỏe mẹ khỏe, chứ cứ như cô Hương, không biết lấy tiền đâu mà lo thuốc thang. Mai anh bán nốt chỉ vàng để thanh toán viện phí nhá. Bố đây. Hay vay bác Hiếu, chứ bán đi xé lẻ rồi lại tiêu hết. Bé ơi, bố tên là Toán, vậy mà cả đời bố chẳng tính được cái gì cho ra hồn cả. Đến cái giấy khai sinh của con bố cũng chưa làm được, vì không có khẩu con ạ. Ôi bác ơi, ôi giời, mẹ chúng nó bỏ chúng nó rồi bác ơi. Ai đầy đọa cháu tôi thế này không biết. Ôi bác ơi, tôi lạy bác. Bác làm phúc bác cho cháu nó nhờ mấy hôm. Vâng. Hai bác giúp cho, tôi sẽ lo chu tất ạ. Em nào của cháu? Thế cháu thích em nào? À, đây, em à. Cháu thích em này. Em nào nữa hả cô? Này, đi chơi, đi ra ngoài kia. Cho em nó ngủ. Bác ăn bát cháo đi. Tôi hầm với tam thất đấy. Ăn bổ máu tốt lắm. Ăn một miếng đi chú. Nói thật với anh, em không biết ăn món này từ hồi bé. Cụ hầm tam thất, nó ngấm cả vào đây, bổ lắm. Chăm vợ đẻ như thế này khéo lại béo ra ấy. Nói thật với chú, tôi cũng không muốn uống rượu, nhưng tiếc cái món này, làm vài chén cho nó đỡ ngấy. Anh Toán, 3 ngày hôm nay em chỉ có uống thôi, mà không thấy đói gì cả. Để tôi vào múc cho chú bát cháo nhá. Em không ăn đâu anh ạ.
Chú Nam này. Dạ. Viện họ cho mình thuê phòng này bao lâu? Chừng nửa tháng anh ạ. Chắc cũng tốn kém lắm nhỉ. Chú cho anh đóng góp nhé. Kìa anh, anh để em lo cả cho. Tôi hỏi thật chú nhé, chú làm gì mà giàu thế? Em buôn bán đất. Có chuyện gì về đất cát anh cứ đến hỏi em. Tôi cũng mê đất lắm chú ạ. Chú cho tôi mượn con Gem, tôi về qua nhà xem các cháu một chút, tiện thể mang ít móng giò về cho bọn trẻ nó ăn kẻo phí. Thôi chết. Tớ vừa tát đấy. Cậu ngủ khỏe thật. Đêm qua em thức trắng luôn bác ạ. Bọn trẻ nó quấy quá. Em vừa thay bộ xe măng, đang chạy thử. Bận quá không vào thăm cối được. Tớ có chút quả. Em xin bác. Tớ đang phải làm báo cáo tổng kết năm. Cậu giúp tớ cái phần chiếu bóng nhé. Đại để thế này. Số lượng buổi chiếu này, số lượng người xem này, kinh phí hoạt động này. Cậu làm đầm đậm cho tớ cái phần ý kiến người xem nhé. Em nghe nói có nhiều ý kiến không ủng hộ chiếu bóng phải không anh? Tất cả cũng là do vấn đề kinh phí mà thôi. Tuyên truyền cổ động mà lại đòi bán vé thì ai người ta đi. Cậu làm cho tớ chi tiết báo cáo về phần chiếu bóng nhé. Vâng. Tớ còn có lý do chiến đấu với sở cho kế hoạch chiếu bóng năm sau, mà cậu sẽ phải đi cùng với tớ đấy. Đi bảo vệ cho chiếu bóng á, thì kể cả lên trung ương em cũng đi. Anh xem, ai đời sắp sang thế kỷ 21 rồi lại bảo chiếu bóng là video. Này, giả sử tớ là nhà báo phỏng vấn cậu, tại sao cậu lại mê cái nghề chiếu bóng này như thế, cậu sẽ giải thích sao? Rất đơn giản anh ạ. Em làm cái nghề này đã 20 năm. Nó đã quá quen thuộc đối với em rồi. Có chiếu bóng, em mới có công ăn việc làm. Còn một điều nữa hơi trừu tượng, nói ra anh lại bảo em hâm. Anh ạ, chẳng hiểu sao mỗi khi đi chiếu thấy bà con nô nức kéo đến bãi, bãi chiếu bóng chật kín người, hàng nghìn đôi mắt đau đáu nhìn lên màn ảnh, vui có, buồn có. Nhìn những cảnh ấy, tự nhiên em lại thấy rưng rưng trong lòng, và em cảm thấy mình vẫn là người có ích cho đời. Anh ạ, tớ không bao giờ bảo cậu hâm. Theo tớ, làm công tác văn hóa cần phải có những người như cậu. Anh biết đấy, em đã phải làm không biết bao nhiêu nghề để kiếm sống. Tiền kiếm được nhiều hơn đi chiếu bóng nhiều. Nhưng mỗi khi ra đường, bà con nhận ra, gọi ầm lên, anh chiếu bóng ơi. Thế là em lại không bỏ được nghề anh ạ. Chú đưa cháu đây con bế nào. Thôi thì tôi chẳng có gì. Gia đình tôi đội ơn hai bác nhiều lắm. Thôi của ít lòng nhiều, tôi cho cháu Thảo mấy hộp sữa về. Dạ thôi, cháu nó có rồi, con không lấy đâu ạ. Ê kìa bác. Thôi mà cụ. Bác cầm đi cho tôi yên lòng.
Cụ ơi, cụ cất tiền đi. Lấy tiền của cụ, quá là chúng con bán sữa cho cháu à. Còn với chú Nam bây giờ là anh em rồi. Thôi thì cảm ơn hai bác nhé. Vâng, cụ vào nhà đi kẻo nắng. Con chào cụ ạ. Anh về nhé. Có việc gì cần, cứ qua em. Giúp được đến đâu em sẽ giúp. Rồi, mình về nhé. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây và có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở.